Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúa của chúng ta là đứng giàu có, vì hãy nhớ một điều nha, Chúa chúng ta là đứng giàu có. Không phải là việc mà chúng ta dâng hiến thì hội thánh mới có khoản để chi phí, điều đó không phải. Tại vì nếu đời từ Chúa thì Đức Chúa Trời có mọi cách để Ngài ban phước cho thánh của Ngài. Cho nên tôi muốn rằng mỗi thành viên của hội thánh của Chúa hiểu rõ hơn về việc dâng hiến. Và có một cái câu hỏi nhỏ ở tại đây. Có một câu hỏi được nhỏ ở tại đây đó là: theo quý vị, một người họ làm một tháng 10 triệu, họ dâng một tháng 1 triệu. Với lại một người một tháng họ làm 100 triệu, họ dâng một tháng 10 triệu. Vậy ai là người dâng hiến nhiều hơn? Bằng nhau. Đức Chúa Trời có thiên vị một người dâng 10 triệu với một người dâng 1 triệu. Người dân 10 triệu nhiều hơn và được welcome, có là gọi là được chào đón hội thánh của Chúa không à? Không. Tôi muốn nhắc lại một điều này để cho những thành viên hội thánh của Chúa ở trong một cái hoàn cảnh mà dường như không thuận lợi lắm về tài chính, nhưng vẫn có thể dâng hiến lên Ngài. Không phải là vì chúng ta dâng ít mà chúng ta mặc cảm, hoặc là vì dân ít mà chúng ta cảm thấy mình có một cái thị xíu sót gì so với những người dân nhiều. Không. Đối với Chúa, Chúa không quan trọng người ta là người mà dân số tiền nhiều. Nhưng mà Chúa Ngài quan trọng người nào dân hiến của Chúa một cách trung tín. Vì làm 10 triệu một tháng, vì dân 10 là 1 triệu. Hoặc là vì làm một tháng 100 triệu, vì dân 10 triệu. Đối với Chúa đều ngang nhau. Nhưng mà tôi muốn thấy khích lệ hội thánh của Chúa một điều trong việc dâng hiến, đó là gì? Hãy nhớ một điều, Kinh Thánh Chúa cho chúng ta một nguyên tắc. Đó là nếu mà chúng ta trung tín trong việc nhỏ thì Chúa Ngài mới tin tưởng và Chúa Ngài trao cho chúng ta những phần thưởng lớn hơn để chúng ta trung tín cho việc lớn. Vì hãy nhớ điều này nè. Cái câu chuyện về người chủ giao cho đầy tớ 1 ta lân, 2 ta lân và 5 ta lân. Nếu chúng ta không quản trị được 1 ta lân thì làm sao Chúa giao cho chúng ta để quản trị được 5 ta lân khi mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Cho nên việc đầu tiên của chúng ta phải tập làm những cái cơ bản nhất. Đó là những cái nấc thang đầu tiên để chúng ta có thể được thưởng phước của Chúa. Và tôi nhìn thấy được rằng có nhiều người họ không thể nào quản trị được tài chính và cuối cùng họ cứ ở lẹt đẹt ở mức độ đó là rất là thấp. Nhưng mà một năm mới của chúng ta, Chúa Ngài cho chúng ta được hiểu biết ở trong lời của Chúa để chúng ta mỗi ngày được nâng cấp hơn. Và khi chúng ta được nâng cấp hơn thì chúng ta ở trong cái sự lời của Chúa thì chúng ta được trưởng thành hơn và chúng ta hiểu biết đầy trọn hơn ở trong cuộc đời chúng ta bước đi với Chúa. Chủ đề hôm nay tôi sẽ không nói về tài chánh. Chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ không nói về cách dâng hiến. Nhưng mà chủ đề hôm nay tôi nói về chủ đề đó là tên mới cho một giao ước mới. Tên mới cho một giao ước mới. Xin mời em Phát đi à. Ở đây có em Phát đâu rồi? Em Phát có đây không? Tôi muốn dùng cái câu chuyện này để cho quý vị hình dung rõ hơn, đó là tên mới cho một giao ước mới. Có nghĩa là chúng ta muốn hưởng một cái giao ước mới á, thì Chúa Ngài sẽ cho chúng ta một cái tên mới. Tôi không nói vì phải về nhà đổi tên, vì hãy nhớ nha, tôi không muốn nói vì phải về nhà đổi tên. Nhưng mà những gì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng rất là nhiều câu chuyện từ Cựu Ước cho đến Tân Ước đều ghi lại rằng những người khi mà họ gặp Chúa, họ phục vụ Chúa và Đức Chúa Trời muốn trao một sứ mạng mới cho họ thì Ngài đổi tên họ. Đức Chúa Trời muốn dùng ai đó cho một sứ mạng mới, một kết quả mới hơn và một hành trình mới thì Ngài đổi tên họ. Và xin mời em Phát. Xin mời em Phát. Là một ví dụ minh chứng rất là dễ dàng để quý vị dễ hiểu nè. Xin lỗi em, năm nay bao nhiêu cân rồi? 90 cân. Tôi thì được 60 mấy cân thôi. Đến đây mấy hôm tôi đi khám thì tôi mới 60 mấy cân. Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi mà tôi mặc cái áo vest này, bị để nha, khi tôi mặc áo vest này
Khoác vào. Khó không? Khó mặc không? Dạ, không vừa. Không vừa. Dạ. Tại sao không vừa? Dạ, tại size nhỏ. Tại size nhỏ rồi, cảm ơn Phát. Dạ. Rồi, cảm ơn Phát. Rồi. 93 ký. Ok. Chúng ta thấy rõ một điều đó là gì? Đó là khi tôi muốn trao một cái áo mới tôi tặng cho Phát, cho Phát đẹp trai hơn, nhìn gọi là sang trọng hơn, và tôi trao cái áo mình cho Phát, nhưng mà cái thể trạng của Phát á, nó to, trọng lượng của Phát lớn hơn tôi rất là nhiều, và Phát không thể nào mặc lại cái áo mà tôi gửi cho Phát. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta trong một năm mới, và Ngài rất là muốn ban phước cho chúng ta. Nhưng mà đôi lúc chúng ta không thể nào mặc được chiếc áo mà Chúa Ngài muốn ban phước cho chúng ta. Và rất là nhiều câu kinh thánh chính là rượu mới thì phải đựng trong bầu da mới. Và nếu mà rượu mới đựng trong bầu da cũ á, thì nó sẽ rách bầu và cuối cùng rượu tan hóa hết. Cho nên chúng ta ngày hôm nay đi với Chúa, ai cũng muốn được phước hết. Ai cũng muốn được Đức Chúa Trời Ngài ban phước về tài chánh, về hôn nhân, về gia đình và mọi sự. Nhưng mà mấy ai chấp nhận thay đổi để nhận lấy phước lành mà Chúa ban cho chúng ta. Amen không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có lời Chúa ở trong Sách Ký đoạn 17. Sách Ký đoạn 17 từ câu 1 tới câu 18. Trân trọng cảm ơn Hội Thánh, chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng đọc phân đoạn kinh thánh này. Chúng ta đọc một cách chậm rãi. Khi Abraham được 99 tuổi, Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước với con và làm cho dòng dõi con gia tăng gấp bội. Abraham quỳ sấp mặt xuống đất. Đức Chúa Trời phán với ông: Về phần ta, đây là giao ước ta lập với con. Con sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc. Ta sẽ làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều. Từ nơi con sẽ ra nhiều dân tộc, và các vua cũng sẽ từ nơi con mà ra. Ta sẽ lập giao ước với con và với dòng dõi con từ thế hệ này qua thế hệ khác, vì đây là giao ước đời đời để ta làm Đức Chúa Trời của con và của dòng dõi con. Ta sẽ ban cho con và dòng do con đất mà con đang tạm cư, tức toàn xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Chúng ta sẽ đứng đó và tôi xin được phép cầu nguyện. Con dâng Hội Thánh của Chúa ở trong tay của Ngài, và xin Thánh Linh của Chúa Ngài chúc phước cho lời của Ngài đến với tấm lòng của chúng con, để khi chúng con đón nhận lời Chúa, chúng con được thay đổi, chúng con được biến đổi ở trong lời của Ngài. Xin Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho chúng con trong ý muốn tốt lành của Chúa Ngài ban cho. Xin Chúa thay đổi chúng con, biến đổi tâm trí chúng con, đời sống chúng con, và đặc biệt Thánh Linh Chúa là đứng sẽ làm điều đó trên lòng của chúng con trong giờ này. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trân trọng mời Hội Thánh an toàn. Chúng ta vừa đọc phương đoạn kinh thánh đó, đó là khi mà Abraham được 99 tuổi, Chúa Ngài hiện đến và phán với ông rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước với con và làm cho dòng dõi con gia tăng gấp bội. Hãy nhớ Abraham, tên thật của ông trước đây, ông tên là Abraham, không phải là Abraham. Nhưng sau đó Chúa Ngài đổi tên ông thành Abraham cho phù hợp hơn về những gì mà Đức Chúa Trời ban cho. Mọi người ngồi tại đây đều có một cái tên. Tôi rất là hãnh diện vì ba má tôi đặt tên tôi là Hùng. Và mọi người nhìn thấy tôi, ai cũng kêu tôi là anh Hùng. Rất là may mắn cho ai đó được cha mẹ đặt một cái tên có ý nghĩa. Nhưng tiếc thay cho nhiều người ngày hôm nay, vì cớ cha mẹ một lý do gì đó nên đặt tên xấu cho con. Tôi có nhớ một cái câu chuyện, đó là một cái trường hợp ở cái khu
ở Bình Dương có một cái gia đình này. Và không biết lý do gì nhưng mà cha mẹ lại đặt đứa con, một người tên là Chiến, một người tên là Chanh. Đây là câu chuyện có thật. Và gia đình nó rất là nhiều sự xáo trộn. Vô tình thôi. Rồi có nhiều cái câu chuyện mà tôi được biết á, là khi mà họ sinh con mình ra, vì cớ sợ bà mụ gì đó, cho nên họ mới không đặt tên đẹp cho con, mà đặt tên xấu. Để gì? Để sẽ không có bị bắt con. Đây là một cái văn hóa truyền thống được truyền nhiều, nhiều đời cho nhiều gia đình. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Và trong một năm mới này, chúng ta phải được thay đổi ở trong hành vi này để chúng ta được phước. Và cảm ơn Chúa khi tôi biết Chúa, tôi rất thích tên David. Nhưng sau này không biết lý do gì đó mà tôi thích chinh phục, cho nên tôi đặt tên tôi và tôi muốn Chúa đặt tên tôi đó là Joshua. Và tôi lấy cái tên Joshua, đó là tiếng Anh và tiếng Việt là Joshua cho đến ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước để chúng ta thấy là một năm mới này, một cái tên mới cho một giao ước mới. Đầu tiên tôi muốn học lời Chúa ở cái tiêu điểm đầu tiên, đó là muốn có giao ước Đức Chúa Trời lập và kết quả thực thi trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải sống ngay thẳng và trọn vẹn trước mặt Chúa. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh á, thì khi Abraham được 99 tuổi, Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán rằng: ta là Đức Chúa Trời toàn năng, con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật trọn vẹn, ta sẽ lập giao ước với con và làm cho dòng dõi con gia tăng gấp bội. Nếu chúng ta quay trở lại Kinh Thánh thì chúng ta hiểu rõ là vào thời điểm này ông bao nhiêu tuổi? 99 tuổi. Một cái tuổi mà dường như là gọi là giống như Việt Nam đó là gần đất xa trời. Và thậm chí khi chúng ta đọc Kinh Thánh á, thì chúng ta biết rằng ngay thời điểm mà Chúa bày tỏ cho Abraham câu Kinh Thánh này, thì ông 99 tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa có con. Và cái nguyện vọng lớn nhất cuộc đời ông là gì? Có con. Thế nhưng ngay cái thời điểm 99 tuổi đó, Chúa lại cho ông biết một điều, đó là gì? Con muốn được phước, con muốn được cái giao ước được lập, nó được thực hiện, nó được hoàn tất. Điều đầu tiên đó là gì? Con phải đi trước mặt ta và thấm thật trọn vẹn. Ngày hôm nay chúng ta đọc Kinh Thánh á, chúng ta rất là thích những gì mà Chúa ban phước, có đúng không ạ? Chúng ta vận dụng ví dụ là những câu Kinh Thánh là: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc mà ngươi chưa từng biết. Điều đó không sai. Đó là những lời hứa của Chúa. Thậm chí là Chúa hứa là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Rất là nhiều câu Kinh Thánh để nói về những lời hứa của Chúa dành cho tất cả chúng ta. Nhưng quý vị ơi, phải nhớ một điều là tất cả mọi điều đều có những cái nguyên tắc. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh đó là gì? Đó là nếu con đi trước mặt ta, bước đi trước mặt ta, sống một cách trọn vẹn và ngay thẳng, thì ta sẽ lập giao ước với con. Vậy có nghĩa là gì? Muốn cái giao ước đó được thực hiện, nó được diễn ra, thì chúng ta phải sống ngay thẳng và sống trọn vẹn. Nhiều người chúng ta muốn được Chúa ban phước, thậm chí mỗi năm mới là: ôi Chúa ơi, ban phước cho con, Chúa ơi, đổ phước cho con, Chúa làm cho con cái này, Chúa cho khải tượng này xảy ra, Chúa cho kế hoạch này xảy ra, Chúa làm rất là nhiều điều. Nhưng mà cái vế đầu tiên mà chúng ta cần làm để được điều đó, đó là gì? Sống trọn vẹn và ngay thẳng. Chúng ta không làm. Muốn có lời hứa được diễn ra, muốn có giao ước được diễn ra, đều phải nó có điều kiện, có đúng không vị? Cho nên cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói với vị hội thánh của Chúa trong năm mới này, đó là khi mà chúng ta bước đi với Chúa và ở trong lời của Chúa, thì chúng ta phải làm trọn vẹn những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã thiết lập cho chúng ta. Và đôi lúc chúng ta dùng Kinh Thánh chúng ta đọc, chúng ta rất là thích những cái chỗ nào mà Chúa hứa với chúng ta, nhưng mà có những điều mà Chúa yêu cầu chúng ta
Chúa đặt điều kiện với chúng ta để chúng ta làm, chúng ta để nó qua một bên. Đó là lý do tại sao mà chúng ta không nhận được phước. Lời Chúa được ghi lại cho chúng ta thế này. Ở trong Ê-sai đoạn 58 câu số 8. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. Vết thương ngươi sẽ nhanh chóng được chữa lành. Sự công chính ngươi sẽ đi trước mặt ngươi. Và vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ sau ngươi. Sự công chính đi trước, vinh quang của Chúa phía sau để bảo vệ chúng ta. Hay nói đúng hơn là Ngài phù hộ chúng ta. Hay nói đúng hơn đó là Ngài bọc lót phía sau cho chúng ta. Khi có những kẻ thù tấn công chúng ta, thì chính cái sự công chính của chúng ta đi trước mặt Chúa. Vì sự bảo vệ của Chúa, sự che chở của Chúa, sự bao phủ của Chúa phía sau của chúng ta để mũi tên không thể nào tấn công chúng ta được. Amen không ạ? Ngược lại, nếu cho không làm công chính thì chúng ta sẽ bị mất phước. Cái sự mất phước này á, nó không phải là chuyện to tát đâu, nhưng mà nó từ những cái chỗ rất là nhỏ thôi. Những điều mình nên làm và những điều mình không được phép làm. Là người cha người mẹ cực khổ để kiếm đồng tiền. Xin lỗi luôn, nhiều khi cha mẹ không dám ăn, chứ con cái nó thèm là cha mẹ sẵn sàng cho con mình ăn. Có đúng không vị? Nhiều khi mình nhịn ăn để mình lo cho con cái mình ăn. Thì Chúa còn hơn như vậy nữa. Có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài muốn cho con cái của Ngài được phước. Nhưng mà Ngài đau lòng. Biết vì tại sao không? Đau lòng khi Ngài nhìn xuống con cái Ngài bị mất phước. Nhiều năm đi với Chúa, nhiều năm thờ phượng Chúa, nhưng mà Ngài đau lòng vì con cái của Ngài mất phước. Nhưng mà cái khổ nhất mà Ngài đau lòng đó là mất phước, nhưng mà không biết tại sao mình bị mất phước. Mặc dù sờ sờ những giao ước của Chúa, mình hiểu nha, những giao ước là những khế ước Ngài lập cho con cái của Ngài. Ngài giống như Ngài để lại di sản để con cái Ngài thừa hưởng. Nhưng mà đôi lúc con cái của Chúa không nhận biết điều đó. Và lý do tại sao không nhận được? Vì cớ họ không làm theo lời Chúa, không ngay thẳng, không sống trọn vẹn lời Chúa, cho nên họ bị mất phước. Chúng ta quay trở lại cái câu chuyện đó là Gióp. Gióp là người sống rất là công chính. Và ma quỷ đến sàng sải và nói với Chúa rằng nếu thử cho phép những nan đề xảy ra với ông, xem ông có thật sự yêu mến Chúa hay không. Nếu mà ai có cơ hội, và tôi kích lại họ thánh của Chúa hay đọc sách Gióp. Có một thế lực phía sau của chúng ta luôn kiện cáo chúng ta. Và khi mà Ngài chuẩn bị giáng phước xuống cho chính chúng ta, thì có một kẻ thù, đó là Satan, ma quỷ, luôn kiện cáo. Và nó nói rằng người đó đang có vấn đề, không có sống ngay thẳng, không có sống trọn vẹn, không có yêu bên Chúa. Thì Chúa mà ban phước cho người đó có nghĩa là Ngài không công chính. Vì hiểu ý tôi nói không à? Vì Chúa là công chính, Chúa không thiên vị ai hết á. Chúa không ghét người này yêu người kia, mà Chúa nhiều là công chính ban phước cho mọi người. Nhưng vì cớ Ngài là đứng công chính, ma quỷ là kẻ kiện cáo, luôn kiện cáo xung quanh anh em, và nó lên án những gì mà nếu ai đó làm sai và không đi trong đường lối kính sợ Chúa thì lập tức phước đó không thể nào đến với họ. Quý vị ơi, hãy quay trở lại với lời Chúa. Hãy sống ngay thẳng và trọn vẹn trước mặt Chúa. Ngày nào quý vị không sống ngay thẳng trong lời Chúa, không sống trọn vẹn trong lời Chúa, thì ngày đó tôi cam đoan quý vị sẽ không bao giờ được phước. Tại vì sao? Ma quỷ là kẻ thù, giống như sư tử rống, đi xung quanh anh em, rình mò anh em, để xem ai đó nó có thể cắn nuốt được.
Chúa sẽ ban phước cho Abraham. Nhưng với điều kiện đó là ông phải sống ngay thẳng và trọn vẹn. Những gì quá khứ của chúng ta mình để qua một bên, tại mình sống có thể gì đó. Nhưng mà mình muốn được phước và những lời hứa của Chúa được hình thành, được xảy ra với chúng ta, thì chúng ta phải sống ngay thẳng và trọn vẹn. Amen quý vị. Đó là lý do mà chúng ta cần được thay đổi trong năm mới này. Đó là lý do mà chúng ta cần phải được bám trụ trong lời của Chúa. Làm sao để chúng ta sống một cách ngay thẳng và trọn vẹn, để chúng ta nhận lấy phước hạnh của Chúa ngày ban cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều câu kinh thánh, rất là nhiều lời hứa với chính cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà riêng cá nhân của chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta chỉ có một con đường, đó là sống ngay thẳng và trọn vẹn ở trong lời của Chúa, chúng ta mới nhận được phước hạnh ngày ban cho chúng ta mà thôi. Amen. Còn ngày nào mà chúng ta cứ sống như vậy nè, tôi xin thưa quý vị luôn, chúng ta mãi mãi không bao giờ được phước. Điều thứ hai tôi gọi thánh của Chúa, tại sao phải đổi tên? Ở đây có anh Giáp, có thể giúp đỡ dùng máy micro. Tôi muốn gửi cái micro này về xuống anh Giáp và hỏi thăm. Anh Giáp mới tin Chúa được khoảng hơn một tháng. Tôi hỏi anh, ý nghĩa của tên Giáp của anh là gì? Anh có hiểu được ý nghĩa không? Tên đó là bố mẹ của tôi đặt. Nhưng mà mình hiểu được cái ý nghĩa tên Giáp không? Chưa hiểu. À, không hiểu. Ok. Rồi cảm ơn. Rồi xin mời Tiên đi. Tiên, ý nghĩa của tên Tiên là gì? Dạ, tên của em là Thủy Tiên. Ừ. Thì ý nghĩa nó là một nàng tiên xinh đẹp. À, tiên. Ok. Xin mời chú Út đi. Chú Út tên thật là gì chú Út? Mình gửi cái micro xuống chú. Tên thật là Danh Út. Úc, nhưng mà ý nghĩa của là từ Úc là gì? Là cũng như là tôi là nhỏ nhất á. À, Úc là nhỏ nhất, ok. Rồi xin mời cái cô áo đen lần đầu tiên đến, đến xanh đen lần đầu tiên đến thánh cửa. Tên em và với ý nghĩa của tên. Tên em là thơ thì em nghĩ là nó là bài thơ. À, điện là ok. Thầy chơi thơ. Cảm ơn Chúa rất là, cảm ơn em. Cảm ơn Chúa rất là ý nghĩa. Ở đây mỗi người đều có một cái tên riêng. Và cha mẹ khi đặt tên con mình đều có ý nghĩa cho cái tên. Và cảm ơn Chúa sáng hôm nay thì dầu những người ở đây là những người biết Chúa đều có cái tên. Và tôi rất là vui vì tất cả mọi cái tên ở đây đều rất là đẹp. Anh Giáp thì cũng hơi đặc biệt, thì tôi không biết là ba mẹ anh đặt tên là Giáp á, là ý nghĩa là áo giáp hay là một cái gì hả? Gì? Giáp ranh hả? Giáp ranh hay là 12 con giáp gì đó, tùy không biết, tôi không biết. Nhưng mà đôi lúc là có cái tên, tại anh mới tin Chúa nữa mà có một cái tên mà có ý nghĩa. Nhưng mà có những tên là không có hiểu ý nghĩa luôn. Cha mẹ đặt cái tên tại sao? Tại vì nghĩ rằng giống như là bị sợ cái gì đó cho nên đặt tên xấu để cho nó đừng có bị gọi là xấu trong cuộc đời của họ. Thật sự cha mẹ cũng rất là tốt, nhưng mà muốn giấu cái tên nó đi. Buổi sáng hôm nay tôi muốn nói là tại sao phải đổi tên. Như hồi nãy tôi có làm một cái động tác, đó là gì? Vì Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta và Ngài chuẩn bị cho chúng ta một kế hoạch mới hơn. Và Ngài trao cái giao ước đó, nó thật là vĩ đại. Cho nên chính vì lẽ đó, để đạt được cái kế hoạch vĩ đại đó nó tốt hơn, thì Ngài trao cho Abraham một cái tên mới. Thay vì trước đây kêu là Abraham, bây giờ sẽ trở nên là Abraham. Tôi thấy ở đây ai cũng có cái tên mà rất là đẹp. Nhưng mà kỳ thật, khi chúng ta đọc Kinh Thánh á, tôi không muốn nói rằng tất cả chúng ta phải đổi tên. Nhưng mà chúng ta hiểu rõ hơn cho cái tên của mình. Và hãy nhớ rằng trong năm mới này chúng ta cần phải
Nhớ cái điều này ở trong tâm trí của chúng ta để chúng ta làm sao cho nó tốt hơn. Khi tôi có hai đứa con, đứa con đầu tiên tên là Minh, có là Thông Minh. Đứa con thứ hai tên là Thư, Minh Thư, là giống như một tiểu thư gì đó, vợ tôi phải không? Đó, đó, đó rất là đẹp. Và tại sao Abraham cần phải đổi tên? Ý nghĩa của từ Abraham á, cái tên Abraham đó là người cha cao quý. Ý nghĩa của từ Abraham là người cha cao quý. Nhưng mà ý nghĩa của từ Abraham đó là gì? Cha của nhiều dân tộc. Người cha cao quý thì chỉ ở một gia đình thôi. Nhưng mà Abraham là người cha của nhiều dân tộc. Và hãy nhớ rằng, có ai biết Giô-suê tên thật của ông là gì không? Giô-suê con trai của Nun tên thật. Tên thật của Giô-suê tên là Hô-sê. Bây giờ chúng ta sẽ dở Kinh Thánh trong Dân số ký đoạn 13 câu 16. Dân số ký đoạn 13 câu 16 thì ghi rất là rõ đó là gì? Đó là tên của người mà Môi-se đã sai đi do thám sứ. Môi-se đặt tên cho Hô-sê, con trai của Nun tên là Giô-suê. Vậy Giô-suê tên thật của ông là Hô-sê chứ không phải là Giô-suê. Nhưng khi ông nhận sứ mạng mới thì Chúa đặt tên cho ông thành Giô-suê. Rất rất là nhiều cuộc đời được thay đổi khi họ đổi tên. Vì nhớ nè, rất rất là nhiều cuộc đời khi mà họ được thay đổi khi họ đổi tên. Saul ở trong Tân Ước chứ không phải cũ ước. Trước đây ông là Saul, nhưng sau khi tin Chúa, hết lòng phục vụ Chúa, Chúa đổi tên ông thành Phaolô. Simon sau này là gọi là Phi-rơ á, cũng được đổi tên. Gia-cốp là một người lừa lọc, nắm gót anh em mình, sau đó được đổi tên thành Israel. Và tôi muốn nói đây là buổi sáng hôm nay, cái vấn đề đặt ra là chúng ta phải tìm hiểu được cái tên mà cha mẹ mình đặt. Và năm mới này, nếu mà cái tên đó đó mình được, mình cầu nguyện Chúa để Chúa cho mình một cái tên. Và tôi rất là vui vì có nhiều người họ đặt một cái nickname, một cái tên thánh á, một cái tên thánh cho mình. Mình thấy người Công giáo không à, họ đặt tên là Maria, rồi họ đặt tên Giuse, họ đặt tên Joan, họ đặt rất là nhiều tên. Và chúng ta phải hiểu rằng tại sao mà Chúa ngài đổi tên. Vì cái tên á nó có một cái giá trị đặc biệt, thậm chí là có một sứ mạng, và thậm chí là cái cuộc đời người đó sẽ đi theo cái tên của người đó nếu người đó không hiểu về cái tên của mình. Một cửa hàng khi mở một cái tên đều phải có một cái nhãn tên, và chắc chắn đều có ý nghĩa của cái tên, có đúng không vậy? Một đứa con được đặt tên cũng có ý nghĩa tên. Và cảm ơn Chúa, tôi không biết thế nào nhưng mà với một nhiều người mới tin Chúa sau này, họ trước đây ba mẹ họ ở trong cái việc chưa nhận biết Chúa, sau này họ tin Chúa. Ví dụ như là anh Giáp rồi cô Thanh, đúng không? Rất là nhiều người tại đây đã biết Chúa, nhưng mà trước đây giống như gia đình mình chưa bao giờ biết Chúa. Có khi nào Vi ngồi lại Vi suy nghĩ là cái tên mình do cha mẹ mình đặt, nó được ký vào chùa, được ký vào những cái gọi là những cái đình miễu chùa để mỗi lúc mình đưa cái ghi cái sớ và tên mình được ký vào đó. Có không à? Có không? Có rất là nhiều. Và tôi nhớ rằng vợ tôi khi mà lập gia đình với tôi, mẹ vợ tôi mỗi năm đều viết cái sớ và tên của vợ tôi, thậm chí tên tôi luôn. Rồi con cái tôi là trại cháu mà ghi vào, bắt đầu đem vô chùa và khấn nguyện. Và sau đó vợ tôi hiểu thì vợ tôi có nói: mẹ ơi, yêu cầu đừng có ghi mấy cái đó vô nữa, con không cần đâu. Và cuối cùng là mẹ tôi không có ghi cái đó nữa. Cái tên đó nó có một cái giá trị, và nó có thể quyết định cuộc đời của chúng ta. Cái tên
nó có thể quyết định được sứ mạng của chúng ta. Cái tên nó có thể quyết định là chúng ta sẽ đi về đâu. Cái tên nó sẽ quyết định cho chúng ta sẽ ở chỗ nào. Và tôi có biết rằng hội thánh của Chúa cũng có một vài gia đình cũng có những cái tên không có đẹp. Và tôi cũng khuyên đó là hãy nên đổi tên. Và tôi cũng rất biết là rất có nhiều mục sư trước đây họ tên Long. Họ tên Long á, là Rồng á. Và sau này họ quyết định là đổi tên khác, không đặt tên Long nữa. Và họ đồng ý để làm lại tất cả các giấy tờ luôn. Và tôi muốn khích lệ hội thánh của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Đó là gì? Đó là khi mà chúng ta ở trong Chúa, chúng ta, tại sao Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta đổi tên? Vì Ngài muốn cho chúng ta được hưởng những cái gì đó tốt lành hơn những cái cũ mà chúng ta không thể đón nhận được. Năm mới, nếu chúng ta chưa có cái tên thì chúng ta xin Chúa đổi tên. Có một cái bạn đó, người mẹ này sinh những đứa con ra, và do quá trình bà có bầu, cái đứa con này khổ quá, quá khổ vì đứa con này, quá khổ vì người chồng để lại những cái gọi là những cái điều xấu trên cuộc đời của bà, cho nên bà đặt tên con là Phù Du. Mình hiểu cái từ Phù Du không? Và cảm ơn Chúa, sau khi bà biết Chúa, bà biết Chúa, bà học lời Chúa, bà quyết định làm lại giấy tờ tất cả luôn. Đó là đổi tên đứa con của mình thành Lê Vi, tức là dâng con mình cho Chúa. Và tôi nhìn thấy đứa bé này bây giờ trở nên một người hầu việc Chúa. Và đứa bé này được Chúa dùng rất là đặc biệt. Tôi dùng đứa bé tại vì mình nói từ đứa bé, chứ bây giờ bạn ấy cũng lớn rồi, cũng chặt tuổi tôi. Mà bây giờ sinh ra những thế hệ yêu mến Chúa. Bây giờ chặt tuổi tôi đó. Có khi mà đổi tên lại đó là vào khoảng bằng gần 20 tuổi. Chứ không phải là còn nhỏ nữa, nhưng mà khoảng 20, 20 mấy tuổi bắt đầu đổi tên. Mười mấy 20 tuổi đổi tên. Và bây giờ tôi nhìn xem Đức Chúa Trời Ngài ban phước. Cho nên nếu ai đó là những phụ huynh mà vô tình trước đây mình chưa có biết Chúa, mình đặt tên con của mình những cái tên mà gọi là xấu á, thì mình cũng xin Chúa Ngài thương xót tha thứ và hãy cho một cái tên gì đó cho con của mình. Tôi xin lỗi luôn, tôi tên hồi xưa không biết má tôi sẽ đặt tên Tèo. Mà tôi bây giờ tôi hỏi tên Tèo có ý nghĩa là gì? Tèo quá nhỏ, Tèo quá nhỏ. Rồi. Thôi tôi không dám nói. Nhưng mà đôi lúc cái tên đó, nó cột vào mình như vậy. Và thật sự khi mà tôi nhìn lại cái cuộc đời của tôi á, nó giống như những gì mà tên của gia đình mình đặt. Và cảm ơn Chúa một điều là khi mà tôi biết Chúa, tôi tin nhận Chúa, Chúa đã cởi những cái gì đó ở trong cuộc đời của tôi, và Chúa trở nên ban phước cho cuộc đời của tôi tốt lành hơn ở trong ý muốn của Ngài. Amen không ạ? Cho nên tôi muốn là những người ngồi tại đây là những người vừa mới tiếp nhận Chúa, họ đi với Chúa, hãy nhớ rằng cái tên của mình có đôi lúc nó được ký bán vào chùa, nó ký bán vào chùa, nó ký bán vào đình, vào miễu, và những cái gì đó trước đây thì mình phải làm một động tác là nhân danh Chúa Giêsu chặt đứt những cái đó để tên mình không có bị trói buộc. Như anh Giáp, cô Thanh, một số người ngồi tại đây, thậm chí chú Út luôn, phải cầu nguyện đi rồi. Mình chặt đứt nó, không có quyền gì ở trên cuộc đời của mình hết, để cuộc đời mình được phước. Và chúng ta nhớ là một điều thứ ba quan trọng nè, đã tốt lại còn tốt hơn. Có một cái câu slogan của một cái công ty nào á, đã tốt lại còn tốt hơn. Vì nhớ cái quảng cáo của sản phẩm nào mà đã tốt lại còn tốt hơn không? Hình như là Omo đúng không? Siêu sạch đã tốt lại còn tốt hơn á.
Đây là câu chuyện có thật. Một ngày kia tôi chở con gái tôi đi. Tôi chở con gái tôi đi học. Rồi con gái tôi nó mới nó ở trong trường. Nó thích một cái tên Alan, cái tên Alan á, cái tên đó. Thì tôi hỏi cái tên Alan là gì. Nó là cái tên nó rất là hay. Con gái tôi đang ngồi dưới nghe hết á nha. Rất là hay. Tại vì sao nó coi một cái phụ phim mà giống như người ngoài tin á. Cái tên đó là tên đặc biệt, không có ai giống nó luôn. Tức là muốn là người đặc biệt á, là tên Alan. Cảm ơn Chúa. Sau đó là những cái hồ sơ nó học đó, nó lấy tên là Alan hết luôn. Thì tôi mới nói, tôi không biết chắc nghĩ sao, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa nhắc nhở tôi một điều là đã tốt, lại còn tốt hơn. Và tôi muốn nói với nó như nào, tên con đặt đẹp, tên con đặt rất là đặc biệt, kênh của con đặt là không đụng hàng, có đúng không? Hãy cầu nguyện với lòng của mình với Chúa. Chúa ơi, Ngài hãy cho con một khải tượng và Chúa cho con một tên mới. Và cái tên đó nó thay đổi vận mạng của con, thay đổi cuộc đời của con trong năm mới này. Ở đây có hai bạn, một người chị thì tên Triều, em tên Tiên, thành Triều Tiên. Không, thật sự là hai bạn đấy. Tôi không biết là Triều Tiên là gì luôn. Suy nghĩ lại tôi nhức đầu quá. Trời ơi. Mình xin Chúa Ngài cho một cái tên mà tốt nhất có thể. Đôi lúc cái tên á, nó làm cho cái vận mạng của mình, nó làm cho cái đời, cái tư tưởng của mình, nó làm cho cái những cái nghẹt ngồi mà trước đây nó đè nén trong mình. Tự nhiên người đẹp vậy đặt tên lùng. Rồi tôi nhớ có một người bạn mà tôi gặp á, là người ngoại nha quý vị. Bạn mà chơi thân hồi nhỏ luôn. Sau này tôi gặp lại, cái nó nói, ê, phải mày thằng Tèo không? Tôi nói tao là thằng Tèo, mày phải là thằng B không? Ôi đừng kêu tao là thằng B. Tại tên đó tên nhỏ, bây giờ tao tên Thuận chứ tao không tên B. Tức là người ngoại mà người ta biết là tao là xấu và không thừa nhận. Thì huống hồ chi chúng ta là con cái Đức của trời, là công nương hoàng tử của Chúa, mà tại sao chúng ta vẫn để những cái gì đó cũ kỹ trong cuộc đời của chúng ta? Về đừng có làm khai sinh đổi họ tên nha. Việt Nam thì cái đó khó, nhưng mà nước ngoài á, quý vị biết không, ở nước ngoài á là họ thay tên đổi họ được hết. Có một lần tôi đi công tác bên Mỹ, anh đó anh mới tin Chúa, anh bước vào thánh của Chúa. Tôi hỏi anh, cách đây nhiều năm trước rồi, anh tên gì vậy? Tôi tên Bill Clinton. Lúc đó ông mà tổng thống, ông tên là Bill Clinton luôn. Tôi hỏi anh tên gì? Tôi tên Bill Clinton. Tôi nhức cái đầu luôn. Hỏi sao tại anh? Tôi thích, tôi là Bill Clinton. Tại vì họ thích cái tên của cái ông tổng thống đó và họ muốn đặt cái tên cho chính họ luôn. Rồi tôi không biết có ai tên đâu ra trong mồm nữa. Đó là những người rất là bình thường, nhưng mà họ muốn cái cuộc đời của họ cũng được như vậy đó. Thì huống hồ chúng ta là công nương hoàng tử của Chúa, mà tại sao chúng ta không được phép được dùng những cái điều tốt nhất cho chính cuộc đời của chúng ta? Và khi vì không, khi mà chúng ta có một tên mới, khi chúng ta có một cái sứ mệnh mới, có một kế hoạch mới, nó sẽ đi theo chúng ta trong những ngày tới. Rất là quan trọng cho chúng ta khi chúng ta có một cái tên mới. Và lời Chúa ghi lại cho chúng ta thế nào à? Khi ông được đổi tên thì Chúa hứa là ta sẽ lập giao ước với con và dòng dõi con từ thế hệ này qua thế hệ khác, vì đây là giao ước đời đời để ta làm Đức Chúa Trời của con và dòng dõi của con. Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đất mà con đang tạm cư, tức toàn xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Ta là Đức Trời của họ. Tức là gì? Ta là Đức Trời của con không thôi, mà là
Đức Chúa Trời của con, của gái của con luôn, hậu tự của con luôn. Cho nên cái tên á, nó quan trọng với chúng ta lắm. Và nếu nếu ai đó trong chúng ta có một cái tên xấu, và cảm ơn Chúa, hội thánh của Chúa ai cũng tên rất là đẹp nha, nhưng mà nếu mà ai có những cái tên xấu á, thì tôi khích lại hội thánh của Chúa đổi tên. Không phải tôi hứa, nhưng mà Chúa hứa. Tại vì chúng ta tin cậy nơi lời của Ngài. Dầu khó nhưng mà nếu chúng ta dám hy sinh, dám làm, thì Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Hãy cầu nguyện Chúa để Chúa cho mình một cái tên. Còn Minh Tuấn, ý nghĩa của tên Minh Tuấn là gì? Cũng như ý nghĩa là thông minh, tấn tố. Chúng ta cho chàng vỗ tay à. Đức Chúa Trời tốt lành. Trong năm mới này, tôi muốn chính cá nhân tôi và hội thánh của Chúa, những người tại đây thì được phước. Nhưng nếu chúng ta muốn được phước của Chúa, thì đầu tiên đó là chúng ta phải sống ngay thẳng và trọn vẹn, trọn lành ở trong lời của Chúa, thì chúng ta mới nhận được phước hạnh của Chúa ngày ban cho chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta hãy làm một cái bài test nhỏ, đó là chúng ta cầu nguyện, suy nghĩ lại cuộc đời của chúng ta. Những năm tháng mà chúng ta bước đi với Chúa có thể là 10 năm, 20 năm. Mà tại sao mình gặp rất là nhiều cái sự bế tắc? Việc tên nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta phải thích nghi với những gì Đức Chúa Trời Ngài đặt cho chúng ta. Đó là vì những cái kế hoạch của Ngài, những cái khải tượng của Ngài, những cái mục tiêu của Ngài, Ngài muốn ban phước cho chúng ta, chúng ta phải làm theo lời của Chúa. Và nếu giả sử tên của mình xem lại, mình hỏi lại, nếu cha mẹ còn, mình hỏi lại ý nghĩa. Và thậm chí đôi lần trước đây cha mẹ mình ký tên mình vào trong chùa chiền, thì mình cũng phải đi tìm cái đó nữa, để mình nhân danh Chúa Giêsu mình chặt đứt đó, không có quyền gì trên cuộc đời của mình. Quý biết không? Tại vì cái giao ước mà Đức Chúa Trời muốn là giao cho chúng ta đó, thì tất cả những cái giao ước cũ á, mình phải sao à? Mình phải xóa nó đi. Ai đã từng đi vay tiền ngân hàng thì biết, lấy bất động sản đi vay á, thì muốn vay được cái nhà đó đó, thì vì xóa cái khế ước đó, xóa cái gọi là những cái khế ước vay á với một cái ngân hàng đó, rồi sau đó mới được lập cái giao ước mới vay cái khác, có đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta muốn có được cái giao ước mới mà được thực hiện cho chúng ta, những cái gì chúng ta phải tra xét lại và nhân danh Chúa Giêsu cắt đất đó. Coi đôi lúc không phải là vì hoàn cảnh của chúng ta muốn đâu, hoặc là chúng ta không phải là chúng ta không muốn được phước, được muốn được phước lắm, nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng yêu mến Chúa, làm hết sức, làm hết mình luôn, nhưng mà cuối cùng gặp rất là nhiều khó khăn vì cái tên của chúng ta bị ký bán cho chùa. Tôi quy Tam Bảo, hồi xưa đây tôi quy Tam Bảo, tôi vô chùa tôi tu, nhưng mà khi tôi tin Chúa, nhân danh Chúa Giêsu tôi cắt đứt điều đó hết. Để chúng ta được phước. Bây giờ chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện trả lời của Ngài. Chúng ta xin Chúa Ngài cho chúng ta được cầu nguyện trong giờ này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông
và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.